Trang văn nghệ cuối tuần. Trang văn nghệ cuối tuần. Bà con và các bạn thân mến, tối ngày thứ Sáu 20 tháng 9 năm 2024 tại số 2 đường Y Kiêu, thành phố Đà Lạt. Đêm ra mắt chính thức đầu tiên của Madame de Đà Lạt với tên gọi Những Đường Chim Bay đã chính thức bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút, góp thêm một dư vị mới cho loại hình giải trí văn hóa nghệ thuật dịp cuối tuần tại Đà Lạt hiện nay. Sân khấu ngoài trời được che rạp bên trên nhưng chưa kịp phủ kín hết toàn bộ do thời gian thi công gấp mà thời tiết Đà Lạt liên tục mưa gió xuyên ngày đêm. Một ngọn đồi xanh, một góc mặt hồ. Góc phải là cầu thang nhỏ dẫn lên lan can của một khối nhà Tây, nơi tái hiện lần lượt các câu chuyện kể kèm theo minh họa về chuyện tình Hồ Than Thở, chuyện thám hiểm và phát hiện ra Đà Lạt của bác sĩ người Pháp Jensen, cho tới chuyện tình của Lê Uyên Phương, chuyện tình của Nam Phương, Hoàng hậu và cựu Hoàng Bảo Đại, chuyện tình Lang Biang, v.v. Tác giả kịch bản kiêm người dẫn chuyện, MC Trác Thúy Miêu và toàn bộ ekip gồm các nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt đã bất chấp thời tiết mưa gió, rét lạnh, vẫn say sưa trong từng màn diễn với thông điệp Đà Lạt chính là đất hẹn của tình yêu. Dù ai đó từng đến, từng đi hay sẽ đến, sẽ lại trở về miền đất huyền thoại này. Hãy một lần lắng đọng tâm tư để suy ngẫm về giá trị tình yêu, giá trị cống hiến vượt ra ngoài những rào cản hay định kiến nghiệt ngã. Trên tất cả chính là tinh thần tri ân và kết nối, không phân biệt giai tầng hay gốc gác. Đà Lạt là mảnh đất của tình yêu muôn thuở. Tiên vô tầng Huế ra Bắc, đắc đuổi quân Mãn Thanh, nghĩa sĩ cả nước đứng lên cùng người. Hoàn cùng có trong số đó. Chính chiến biệt ly, anh đi được chưa lâu, thì có tin báo tử đưa về. Mai nương giữ trọn lời thề chúc thủy, đến bên bờ hồ gieo mình xuống dòng nước, nguyện trọn đời chúng thủy chỉ một tình yêu. Ấy thế mà binh biến khó lường, hoàn cùng lại trở về trong vinh quang chiến thắng, tìm đến bên bờ hồ. Chàng đã gào khóc trong nhiều ngày liên tiếp để tìm xác người yêu. Đến tận bây giờ người ta tin rằng kẻ được rời bỏ sống để tìm đến cái chết sẽ bị giam cầm đến việc không thể siêu sinh trong lời nguyền. Cứ mỗi ngày chiều xuống sương dâng, Mai Nương lại tìm về từ mặt hồ Than Thở để chết thêm một lần nữa. Chuyện đến đây. Nỗ lực đáng ghi nhận, đáng trân trọng của toàn bộ ekip thuộc Madame Show đó chính là tạo ra được một sản phẩm văn hóa mới, chọn lọc, có đầu tư và có thông điệp để truyền tải tới người thưởng ngoạn. Du khách khi đến Đà Lạt, ngoài khám phá tìm hiểu di sản mộc bản triều Nguyễn tại khu vực trung tâm lưu trữ quốc gia 4, còn được hòa mình vào những câu chuyện đặc biệt liên quan tới đất và người Đà Lạt thông qua show diễn Những Đường Chim Bay mới này. Sự kết hợp giữa sân khấu ngoài trời, âm thanh, ánh sáng, nghệ thuật kể chuyện và diễn xuất ít nhiều mang lại những mạch xúc cảm chung riêng dành cho nhiều người dự khán. Một buổi sáng ngày 1 tháng 3 năm 1943, bên dưới những tán lá xanh bốn mùa, nơi có dòng suối dầu nhỏ bé lượn quanh, Alexander Emil Jean Jensen hơi thở cuối cùng. Trong di chúc của ông có lời nói: xin hãy chôn tôi tại suối dầu, đừng để cho bất kỳ ai, ngay cả thân quyến mang tôi đi, và hãy đặt tôi nằm sấp úp mặt vào lòng đất nhà trang. Đà Lạt lúc này vĩnh viễn ở cách ông 131,1 cây số. Ông Năm biết không? Ở trên đỉnh Hòn Bà, nơi ông dùng làm trạm thí nghiệm, người ta mang lên đó trồng 3 cây thôi. Bởi nếu ông không muốn ai mang ông đi
để mang một phần của Đà Lạt lại gần với dân gian. Đêm đầu tiên ra mắt tuy không full show, nhưng nhìn chung, khán giả đến từ Sài Gòn, Đà Lạt và một số nơi tỏ ra vui mừng khi Đà Lạt có thêm sản phẩm mới. Nhiều người xúc động vì các nghệ sĩ phải diễn dưới trời mưa gió, vẫn miệt mài say sưa. Cuối show diễn còn đứng chào và chia tay từng khán giả. Khán giả Nguyễn Vũ Đoan Trinh nhận xét, người kể chuyện MC Trác Thúy Miêu đã quá cố gắng, nhưng đây là chương trình kéo dài hơn một tiếng. Nếu cứ ba đêm cuối tuần liên tiếp, liệu chị có đủ sức khỏe để nói hay không? Hoặc giả dụ có ai khác thay thế, liệu mức độ thu hút hấp dẫn sẽ ra sao? Đúng là show diễn kể chuyện kèm minh họa này lệ thuộc nhiều vào người dẫn chuyện, mạch chuyện lại không hoàn toàn đi theo tuyến tính của trục thời gian. Do đó cũng sẽ rất khó để tạo nên cú hích riêng hoặc điểm chạm cảm xúc theo kiểu cao trào tới người xem. Đạo diễn, nhà làm phim Nguyễn Đình Nam Quang góp ý. Chương trình đầu tư rất lớn, nhưng giá như phần âm thanh ánh sáng có sự tập trung vào các điểm nhấn riêng ở từng phần câu chuyện thì sẽ ấn tượng hơn. Là show diễn cuối tuần, nhưng phần lớn cascader, nghệ sĩ từ Sài Gòn lên. Điều này sẽ là một áp lực, một bất lợi cho nhà đầu tư xét về khía cạnh kinh doanh. Khán giả Huỳnh Ngọc Quốc Long thì cho rằng, tôi còn băn khoăn về tính chân thật của nội dung show diễn, vì để khán giả thật sự bị thu hút và tin vào câu chuyện, vẫn cần độ nén riêng của kịch bản và sự hấp dẫn chung của từng lớp diễn. Trao đổi quanh show diễn, một số khán giả mong đợi tính giải trí cần được cân chỉnh phù hợp hơn. Âm nhạc và vũ đạo cần sống động hấp dẫn hơn. Trang phục của nhân vật, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, cần gắn với yếu tố đặc trưng bản địa. Câu chuyện chợ đêm hơi dàn trải và lỏng lẻo, vân vân. Vâng, thưa bà con và các bạn, dù xuất phát từ sự khách quan hay sự hỏi đòi nghiêm túc nào đó, thiết nghĩ các góp ý trên đây đều rất đáng để tiếp thu và điều chỉnh. Văn hóa lịch sử của một miền đất dù được tái hiện bằng loại hình nghệ thuật nào thì tính chân thật, hấp dẫn vẫn là yếu tố hàng đầu để thực sự lôi cuốn người xem. Như ngày và phần đời còn lại chúng ta sẽ đầy đặn lắm với những cuộc dịch chuyển. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới như thế với một ly cà phê đầy năng lượng. Nhưng tôi muốn sau lúc này, sau đêm nay, con cháu của những người ăn năn năm xưa sẽ trả lời cho câu hỏi những người ăn năn đã ở đâu bằng cách nâng ly cà phê đó lên và thầm nói trong tim cùng với tôi như thế này. Merci, Dr. Jackson.